Chào các bạn thân mến, bình thường thì khi các bạn để lại một cái biên ngoạn câu hỏi thì Salim cũng không thể trả lời hết được. Nên Salim cứ một tháng, hai tháng sẽ dành một video để ngồi trả lời các câu hỏi của các bạn. Nên các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại một cái câu hỏi cho Salim ở dưới video. Và Salim sẽ hứa là cố gắng hết sức để trả lời gọi là càng nhiều câu hỏi của các bạn càng tốt. Và chúc mừng gia đình Salim Hamad, chúng ta đã đạt được 60 lượt đăng ký rồi. Có nghĩa là còn 40% nữa là chúng ta đạt nốt bạc rồi, cố lên. Và trong những người đã đăng ký rồi thì chỉ có 12% đã bật chuông thông báo. Bật chuông thông báo rất là quan trọng, các bạn có thể tìm thấy nó ngay bên cạnh chữ subscribe hoặc là đăng ký. Bởi vì bật chuông thông báo cực kỳ quan trọng để các bạn có được thông báo khi mà Salim đăng video mới. Các bạn nhớ bật chuông thông báo nhé. Và ủng hộ Salim bằng một cái like để động viên tinh thần để quay cho các bạn nhiều video hơn nữa. Và chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ vào câu hỏi luôn. Tiên tri Muhammad là ai và có tầm ảnh hưởng như thế nào hả anh? Thứ nhất thì không gọi là nhà tiên tri mà gọi là sứ giả. Bởi vì nhà tiên tri là những người biết trước về tương lai. Còn Muhammad thì không biết gì về tương lai đâu. Đấy, sứ giả là người truyền đạo của Thượng Đế cho dân của thế giới. Đấy, và Muhammad là người cầm đầu, tức là người đứng đầu đạo hồi, là người truyền đạo hồi cho những người theo đạo hồi và những người khác. Đấy, và Muhammad cũng là người bình thường thôi, nhưng có một cái tấm rất là quan trọng đối với người đạo hồi, cực kỳ quan trọng và rất đáng kính trọng ấy. Đấy, hơn cả bố mẹ của chúng tôi. Còn vì chi tiết thì có khi sau này Salim sẽ làm một video nói cụ thể hơn. Câu hỏi tiếp theo là Salim ở bờ Tây hay là dài Gaza? Bờ Tây có nghĩa là bờ Tây của sông Jordan. Sông Jordan là ở bên này. Đấy, còn bên này là bờ Đông, còn bên này thì là bờ Tây. Còn bờ Tây thì là cái khu vực này ấy. Đấy, đấy. Còn ở đây là dải Gaza, cái khu rất là nhỏ. Đấy, và Salim nằm ở bờ Tây, ở bắc bờ Tây, ở chỗ này. Thế thôi. Câu hỏi tiếp theo là em có thắc mắc không biết là có quá tế nhị hay không. Em muốn hỏi là cá nhân anh có thù ghét hay là kỳ thị người Do Thái nói chung hay không anh? Tại sao khi em tìm hiểu về lịch sử thế giới, em lại thấy nhiều vụ việc, nhiều sự kiện tiêu cực, kỳ thị, đàn áp và tàn sát những người Do Thái của các dân tộc xung quanh họ như vậy? Không có lửa làm sao mà có khói. Thực ra cá nhân anh thì không ghét những người theo đạo Do Thái, những người gọi là ngoan đạo, bởi vì đạo cực kỳ tốt. Đạo là những cái điều tốt đẹp nhất với con người. Đạo là đạo mà. Còn cái mà tôi ghét là chủ nghĩa Do Thái, tức là cái tư tưởng mà nghĩ rằng là Do Thái phải là một quốc gia, Do Thái là một tôn giáo, không phải là một quốc gia, không phải là một dân tộc. Do Thái là một tôn giáo. Còn những người mà nghĩ là Do Thái là một tôn giáo, phải là một quốc gia gọi là Israel thì hoàn toàn sai. Và có hơn 1 triệu người theo đạo Do Thái cũng phản đối cái điều đó. Tóm lại, tôn giáo là một thứ rất là đẹp, nhưng lại bị con người lợi dụng một cách tiêu cực thôi. Câu hỏi tiếp theo là hello anh Salim ơi, tại sao các quốc gia thuộc khu vực của anh sinh sống, em thấy phần lớn trang trí trong gia đình có nhiều họa tiết, hoa văn thế? Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công, anh cảm ơn. Thực ra thì tôi không có một cái nguồn thông tin chính xác, nhưng mà tôi sẽ tự phân tích theo cái logic thôi, hoặc là theo cái ý của Salim nghĩ là theo cái khí hậu ấy và theo cái vùng đó. Thì ngày xưa người Ả Rập hay là người ở Trung Đông ấy, người ta dựa vào thương mại mà sống. Có nghĩa là người ta sẽ có hai vụ thương mại là vào mùa hè và mùa đông. Và thời gian còn lại trong năm thì rất là rảnh rỗi, cho nên người ta sẽ có nhiều thời gian để người ta xây nhà rồi trang trí nhà rồi họa tiết. Thậm chí cái đồ ăn cũng sẽ rất là cầu kỳ và rất mất nhiều thời gian. Bởi vì người ta có quá nhiều thời gian rảnh rỗi thì người ta mới nghĩ đến cái việc trang trí như vậy. Còn những người mà có thể sống vì nông nghiệp nhá, người ta dậy từ 4 giờ sáng phải đi cày, đi gặt lúa, thì chăm sóc đất đai vân vân vân, thì đến trưa trời đã rất nắng rồi, người ta về nhà, người ta chế biến một chút đồ ăn, ăn xong là ngủ trưa. Đấy, đến chiều người ta lại phải đi làm lao động tiếp, đến tối trời đã tối rồi, người ta lại về nhà lại ngủ, là ngày hôm sau cũng như vậy. Cho nên người ta không có thời gian để mà có thể là cầu kỳ và chi tiết như vậy. Theo Salim nghĩ là như vậy, còn các bạn nghĩ sao thì hãy bình luận Salim viết nhé. Câu hỏi tiếp theo là Salim nghĩ gì về việc ở Việt Nam cũng có khá nhiều gia đình phụ nữ có tiếng nói quyết định. Kiểu mọi người hay nói đùa là nhà phải có nóc ý, hoặc việc có những anh chồng là thu nhập chính nhưng phải đưa tiền cho vợ quản lý.
Đi chơi với bạn bè phải xin tiền vợ. Thế à? Bây giờ tôi muốn đi chơi thì phải xin tiền vợ. Ok, không phải gia đình nào ở Việt Nam cũng thế, nhưng cũng nhiều. Thực ra thì chồng tự ý đưa tiền cho vợ thì ok, không sao cả. Nhưng vợ bắt chồng là phải đưa tiền hết thì có vấn đề. Đấy, bởi vì ở đây thì Salim nghĩ rằng là có khi, đó là theo Salim nghĩ thôi, có khi phụ nữ thì sẽ nghi ngờ chồng là nếu như mà, bởi vì ở văn hóa của Salim cũng vậy, thì nhiều phụ nữ họ lấy hết tiền của chồng vì sợ đi lấy vợ hai. Đấy, có khi thì đấy, phụ nữ thì lấy hết tiền của chồng vì sợ ngoại tình, hay là sợ có bồ, hay là sợ đấy, lăng nhăng như thế này thế kia. Tuy nhiên thì việc tài chính quản lý chồng nhà thì phụ nữ sẽ quản lý tốt hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng phải có một sự tin tưởng cao giữa hai vợ chồng. Câu hỏi tiếp theo là anh Salim kể về những cảnh đẹp ở Palestine đi ạ. Không, Salim sẽ không kể bằng lời, mà Salim sẽ quay cho các bạn rất nhiều video tại Palestine. Bởi vì sắp tới Salim sẽ về nước, và Salim đã có dự định và rất nhiều kế hoạch để quay cho các bạn đời sống thường của người Palestine, từ việc ăn uống, cảnh quan, vân 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 vân. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Câu hỏi tiếp theo là Salim theo Hamas hay là Fatah? Fatah và Hamas là hai phong trào cách mạng lớn nhất tại Palestine. Và không chỉ hai phong trào này mà còn lại có nhiều hơn nữa. Và Salim hoàn toàn không ủng hộ Fatah hay là Hamas. Salim là người Palestine, Salim ủng hộ sự thống nhất, sự đoàn kết, bởi vì đoàn kết như vậy thì mới có thể đánh bại được ngoại xâm. Câu hỏi tiếp theo là anh đã bao giờ tiếp xúc với người dân thường Do Thái chưa, và cảm nhận của anh như thế nào về họ chưa, và cảm nhận thì chưa biết. Câu hỏi tiếp theo là Salim trả lời thật nhá. Nếu so sánh giữa con gái Việt Nam và Palestine thì theo bạn phụ nữ ở đâu đẹp hơn và bạn thích hơn? Vì sao? Và cảm ơn Salim rất nhiều. Câu hỏi này có vẻ nghiêm túc. Nói phụ nữ Palestine đẹp hơn thì bây giờ là các bạn phụ nữ Việt Nam lại mất lòng. Nói ngược lại thì các bạn phụ nữ Palestine không mất lòng. Vì sao? Bởi vì họ có hiểu tiếng Việt đâu. Nên tôi xin trả lời với bạn, tôi thích phụ nữ Việt Nam hơn. Nói đùa thôi. Bạn ơi, vẻ đẹp không bao giờ so sánh được. Tôi nghĩ mỗi cá nhân, mỗi con người đều có một cái vẻ đẹp riêng, mỗi người một tính, và làm sao mà so sánh được. Có thể nói nhá, phụ nữ Việt Nam đẹp nhất Đông Nam Á và phụ nữ Palestine đẹp nhất Trung Đông. Ok chưa? Câu hỏi tiếp theo là anh có ghét người Iran không khi giữa các quốc gia có sự tranh chấp và tôn giáo? Tôi rất quý mến người Iran. Người Iran là người thường, tôi cũng có những bạn bè thân tại Việt Nam cũng là người Iran. Tôi chưa bao giờ ghét họ và sẽ không bao giờ ghét họ. Cái sự tranh chấp đó chỉ là về chính trị và giữa các lãnh tụ quốc gia, chứ không phải là giữa dân thường. Và đó là một cái điều thật sự rất là đáng buồn. Câu hỏi tiếp theo là em chào anh Salim, cho em hỏi tên anh có nghĩa gì ạ? Tên anh rất hay. Anh cảm ơn. Nếu như mà đọc Salim trong tiếng Việt, Salim là nhà tù. Nhà tù ngày xưa ấy, Salim ấy. Còn Salim trong tiếng Ả Rập thì có ba nghĩa. Thứ nhất là hoàn toàn không bị làm sao, không bị bệnh gì cả. Khi mà nói anh ta Salim có nghĩa là anh ta không sao, ok. Thứ hai, Salim có nghĩa là cái đốt của con ong. Tức là con ong khi mà đốt chúng ta thì gọi là Salim. Và thứ ba, Salim có nghĩa là tên gọi thôi. Salim ơi. Vâng ạ, Salim đây ạ. Câu hỏi tiếp theo là em theo đạo Công giáo, không biết đạo Hồi có suy nghĩ gì về những người theo Kitô giáo, nói chung không nghỉ. Và nếu phụ nữ Kitô giáo hay Do Thái giáo lấy chồng theo đạo Hồi có phải cải đạo không ạ? Đàn ông đạo Hồi có thể được phép lấy những người phụ nữ theo đạo Do Thái và những người phụ nữ theo đạo Thiên Chúa giáo, không cần phải cải đạo. Còn phụ nữ đạo Hồi chỉ lấy được đàn ông đạo Hồi. Câu hỏi tiếp theo là sao anh Salim lại bảo trên show nhập gia tùy tục là muốn phụ nữ ở nhà nội trợ còn đàn ông đi làm? Vâng, cái chương trình nhập gia tùy tục đã từng chia sẻ một video trên Facebook với hơn 7 triệu lượt view là Salim Hamad khẳng định phụ nữ phải làm nội trợ trong nhà. Nhưng tôi dám khẳng định với các bạn là tôi chưa bao giờ nói là phụ nữ phải ở nhà làm nội trợ, mà Salim đã nói một cách dễ hiểu, phụ nữ không nên đi làm ở ngoài một công việc vất vả, mà nên dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, con cái và lo cho chồng. Còn cá nhân Salim khi mà khuyên việc là phụ nữ không nên đi làm ở ngoài một công việc vất vả, chỉ đơn giản vì tôi thương họ chứ.
đâu có phải mục đích khác đâu. Chủ đàn ông nào mà chẳng muốn phụ nữ là phải có việc làm và hỗ trợ chi phí sinh hoạt của gia đình. Cái đời sống của chúng ta hiện tại cực kỳ áp lực và chi phí cực kỳ cao. Cho nên mỗi một mình gia đàn ông mà chỉ đi làm ấy, làm sao mà đủ được. Còn nếu như mà đàn ông mà làm việc thật chăm chỉ và có thể kiếm được tiền và lo cho gia đình, lo cho vợ của mình ấy, thì tôi nghĩ phụ nữ chẳng muốn đi làm đâu. Bởi vì có tiền tại sao phải đi làm. Câu hỏi tiếp theo là Salim có yêu động vật như chó mèo không ạ? Có chứ. Ôi xưa ôi, ngày xưa Salim nuôi được hơn 170 con thỏ, mấy con công, rồi là con cừu này, con bò này, rồi là con gà ta này, rồi là con chim bồ câu này, rồi là chó thì có này, mèo cũng có này. Ôi Salim có một cái trang trại rất là rộng, rồi nhiều động vật cực kỳ thích luôn ấy. Nhưng mà khi mà Salim lên học cấp 3 và đi làm ấy, không có thời gian nên Salim bán đi. Ngày xưa tích cực. Câu hỏi tiếp theo là người Hồi giáo có được phép lừa dối người khác không? Xin lỗi vì đây là câu hỏi tế nhị, bạn có thể không cần phải trả lời. Vì nó tế nhị, tôi sẽ phải trả lời là không có một tôn giáo nào, không phải là đạo Hồi thôi nhỉ, không có một tôn giáo nào. Và tôi dám khẳng định là cho phép việc lừa dối đâu, không bao giờ. Tôn giáo nào cũng muốn tốt đẹp, cũng khuyên mọi người phải thật thà và trung thành chứ. Đấy, và nếu như mà có một người nào dù là theo đạo gì ấy, thì vẫn là đại diện cá nhân của người ta chứ không đại diện tôn giáo bạn ạ. Câu hỏi tiếp theo là anh làm phiên dịch tiếng Anh hay là tiếng Arabic? Vâng, Salim làm phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập và ngược lại. Câu hỏi tiếp theo là Palestine có thích bóng đá không? Có chứ, các bạn phải biết là đội tuyển đá bóng đầu tiên đã thành lập tại châu Á là đội tuyển bóng đá Palestine năm 1928. Câu hỏi tiếp theo là Salim có ăn được dâu muống xào tỏi không? Đó là món ăn Salim thích nhất luôn nha. Câu hỏi tiếp theo là gạo của bên nước bạn là loại gạo gì mà nấu cơm thấy hạt dài dài hơn gạo Việt Nam? Có dịp bạn chia sẻ vì hạt cơm này. Thêm câu hỏi là ý nghĩa nguồn gốc của việc dùng tay ăn cơm. Gạo mà thường người Ả Rập dùng thì là thường là gạo của Ấn Độ. Nó là cái gạo gọi là hạt dài. Thì nó cũng là gạo thôi. Thì khi mà nấu nó chín nó rất là dài. Nó có thể dài hơn cả 1cm luôn. Còn vì ý nghĩa vì dùng tay khi ăn cơm thì Salim thấy đó là văn hóa của mình ngày xưa. Bây giờ thì ít người dùng tay nhưng mà vẫn có một số món ăn. Nhưng mà một thứ mà Salim kiểu nghĩ rằng là do đồ ăn ở bên Trung Đông là đồ ăn khô, thì khi mà mình ăn bằng tay thì nó chuyện hết sức bình thường, không làm bẩn tay. Còn khi mà người Việt Nam ăn đồ toàn là đồ nước, bởi vì văn hóa của Việt Nam là văn hóa lúa nước. Đấy, lúa nước. Cho nên là đồ ăn của Việt Nam có nhiều đồ ăn là có canh này rồi nước nhiều ấy. Đấy, thì nó rất là khó thì ăn bằng tay, làm sao mà ăn được mà nó nóng nữa. Đấy, thì phải có đũa dài thì mới gắp từ xa. Có phải không? Sao em nghĩ thế thôi. Câu hỏi tiếp theo là giá như có một khu phố hoặc ngôi làng của người Ả Rập ở Việt Nam nhỉ? Đây là một ý tưởng vô cùng hay và Salim đã từng nghĩ đến. Nên nếu như mà các bạn muốn hợp tác với Salim sau này để có một cái cổ phần trong dự án này thì hãy liên hệ với Salim qua email dưới video nhé. Câu hỏi tiếp theo là chào bạn, mình có thể tìm tài liệu tiếng Ả Rập ở đâu tại Việt Nam? Một là Đại học Quốc gia Hà Nội, hai là Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh khoa tiếng Ả Rập ấy. Ba là hỏi tôi sẽ giúp bạn. Câu hỏi tiếp theo là theo em tìm hiểu là đạo Hồi ăn chay 29 ngày đúng không ạ? Nếu đúng là tại sao phải ăn chay như vậy? Không đúng em ạ, anh đã làm một cái video giải thích cụ thể, nó sẽ hiện lên ở đây hoặc là ở đây, hãy xem nhé. Câu hỏi tiếp theo là ở Ả Rập có nói được tiếng Anh không Salim? Có chứ, tiếng Anh là tiếng thứ hai sau tiếng Ả Rập và thường thì học từ lớp 1 đến khi lên đại học luôn. Câu hỏi tiếp theo là cho hỏi sao người Ấn Độ giống người Ả Rập vậy? Cho hỏi sao người Trung Quốc giống người Việt Nam vậy? Cho hỏi tại sao người Hàn Quốc giống người Nhật Bản vậy? Câu hỏi tiếp theo là Afghanistan với Thổ Nhĩ Kỳ có thuộc nước Ả Rập không? Không. Và như vậy là Salim đã trả lời một số câu hỏi và một số thắc mắc của các bạn. Và tôi biết là còn rất nhiều câu hỏi nữa, nên các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận cho Salim. Hy vọng trong thời gian tới, cứ 1 tháng, 2 tháng thì Salim sẽ làm một cái video như vậy, trả lời các câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Salim. Đừng quên động viên Salim bằng một cái like và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Và quan trọng nhất là bật chuông thông báo đi, làm ơn giúp Salim nhé. Nó rất là quan trọng, vâng, cực kỳ quan trọng. Và hy vọng sớm chúng ta sẽ đạt được 100 lượt đăng ký. Ui, bao giờ mới được. Mệt lắm.
chỉ có các bạn có thể giúp được Salim thôi. Thank you. Bye bye.